trường tiểu học Phú La, quận Hà Đông. Chúc các em mạnh khỏe, có cuộc sống vui tươi, hạnh phúc. Cô giáo và các em học sinh yêu quý, an toàn giao thông là hạnh phúc. Quy định trẻ em từ 6 tuổi trở lên phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Của Ban An toàn giao thông thành phố, Quỹ phòng chống thương vong châu Á, trong 2 năm vừa qua chúng ta đã triển khai giai đoạn 1, giai đoạn 2 về việc triển khai nội tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm. Sau đây là kết quả khảo sát độc lập của Quỹ phòng chống thương thành phố đã được các cấp các ngành đánh giá đại biểu cho các thầy cô giáo và các em học sinh. Hôm nay tại chuyên đề thí điểm giai đoạn 3 triển khai đội mũ các trường trên địa bàn quận, chúng tôi mong muốn rằng từ trường tiểu học Phú La, nội dung tuyên truyền trẻ em cũng phải đội mũ bảo hiểm sẽ được đến với tất cả các trường tiểu học. Trong buổi lễ hôm nay, thay mặt lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, Ban An toàn giao thông thành phố, tôi xin nhiệt liệt cảm ơn Quỹ phòng chống thương vong châu Á, đặc biệt là vai trò cá nhân của bà Lô Xe. Thay mặt lãnh đạo sở, thay mặt Ban An toàn giao thông thành phố, tôi bảo hiểm cho các em học sinh tiểu học trên địa bàn quận Hà Đông. Xin kính chúc sức khỏe các quý và toàn thể các em học sinh. Trọng kính mời bà. Được đứng ở trên sân khấu và nhìn một cảm giác rất là tuyệt vời trong buổi sáng hôm nay. Buổi lễ ngày hôm nay cùng tất cả các em học sinh thân yêu. When I first came to getting more and more frequent, but some places in Vietnam is still very low, and almost half of the children are wearing a helmet. Chỉ có một em có mũ bảo hiểm và sử dụng mũ bảo hiểm khi lưu thông trên đường. Million motorcycles in Vietnam. That's a way for people to get into school, to get in. Là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu trong tai nạn thương tích của trẻ em. Cho đến vành mũ đủ hai ngón tay chưa? Dây quanh mũ phải nằm giới thùy tai hình chữ V. Có bạn giống siêu nhân mà lại đội mũ vểnh ngược lên như này hai ngón tay mà con. Toàn mũ mà chúng ta không cài khóa mũ thì chiếc mũ hoàn toàn không có tác dụng bảo vệ. Cô đã bảo cài đâu? Cô đang giải. Các con rất là giỏi.
trong khuôn khổ chiến dịch trẻ em cũng phải đội mũ bảo hiểm thì đây đã rơi vào giai đoạn 3. Và ở giai đoạn trước thì chúng tôi cũng tổ chức những cái buổi truyền thông chuyên đề như thế này. Đối tượng đích mà chúng tôi hướng đến là các vị phụ huynh, các thầy cô giáo, tại vì đấy là những người có sức ảnh hưởng đối với con trẻ và những người sẽ trực tiếp giáo dục và giám sát các em những thói quen an toàn, không chỉ liên quan đến mũ bảo hiểm mà những thói quen an toàn khác ảnh hưởng đến sức khỏe của các em. Khi mà chúng tôi thực hiện những buổi truyền thông mẫu này ở tại các trường, có sự tham gia của các đối tác chúng tôi là các cơ quan quản lý, các vị phụ huynh, các thầy cô giáo và bản thân các em học sinh, thì thông điệp được truyền tải đến rất là rõ ràng. Và bản thân phụ huynh cũng như học sinh cũng như giáo viên cũng như tất cả những người tham dự sẽ nhận thấy được tầm quan trọng cũng như là cấp thiết của vấn đề này, để từ đấy, từ cái buổi truyền thông điểm này đi đến các trường thuộc trong quận Hà Đông cũng như các quận khác trực thuộc dự án, thì thông điệp được truyền tải đến cho những đối tượng liên quan là sẽ rõ ràng, nhằm để tăng tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm và đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông. Chúng tôi nghĩ rằng là sự hiểu nhầm của một đối tượng phụ huynh cũng như là phụ huynh nói riêng và người lớn nói chung về tác dụng của mũ bảo hiểm, vì chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng là mũ bảo hiểm gây ảnh hưởng đến sự phát triển xương cổ của trẻ, mũ bảo hiểm gây làm cho ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Đấy là cái lý do mà trong các cái nghiên cứu chúng tôi thực hiện thì chúng tôi nhận thấy ảnh hưởng đến việc phụ huynh nhắc nhở cũng như là mua mũ bảo hiểm cho con em mình. Chính vì thế chúng tôi muốn tác động trực tiếp đến phụ huynh và thay đổi quan điểm của họ, cũng như đưa ra những bằng chứng khoa học cũng như những cái hoạt động thực tiễn để họ hiểu được tầm quan trọng của việc đội mũ cho con em họ, và họ sẽ tự ý thức để bảo vệ cho con em họ. Và khi trẻ lớn lên với một thói quen an toàn, được xây dựng cái thói quen an toàn từ bé, thì trẻ sẽ có khả năng tự bảo vệ mình đối với các cái đối với những cái lĩnh vực khác khi mà trẻ phát triển, để trẻ luôn luôn được an toàn. Là chúng tôi thì luôn mong muốn là cái tỷ lệ trẻ đội mũ bảo hiểm sẽ đạt được 100% như đối với người lớn. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của chiến dịch cũng như trong một cái khoảng thời gian 3 năm thì mục tiêu 80% có lẽ cũng đã là một cái mục tiêu rất là lớn đối với chúng tôi. Và bản thân dự án thì khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi có mong muốn chuyển những cái kỹ thuật của dự án, kỹ thuật thực hiện dự án cũng như những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm, để sau này tất cả ban an toàn hay sở giáo dục đào tạo sẽ chủ động chỉ đạo về các đơn vị khác không nằm trong dự án, để tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm sẽ được duy trì trong các năm tới khi mà dự án kết thúc. Trong vòng một tuần tới thì chúng tôi tại Hà Nội thì chúng tôi tiếp tục tổ chức thêm hai buổi chuyên đề điểm này ở hai trường ở quận Thanh Xuân và quận Hoàn Kiếm, là một trong ba quận chúng tôi tiến hành thực hiện dự án trong giai đoạn 3 tại thành phố Hà Nội. Và ở các thành phố khác như thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh thì hoạt động này cũng sẽ diễn ra trong cuối tháng 10 và trong vòng 2 tuần đầu của tháng 11. Và dự án của chúng tôi dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 1 năm 2014. Là một cái hoạt động rất là bổ ích, và đã nhiều năm nay trong mỗi chuyên đề triển khai ở từng bậc học thì ngành giáo dục đào tạo thủ đô đều chú tâm, đều quan tâm tới cái việc tổ chức các cái chuyên đề như thế này. Hôm nay chúng tôi làm cái triển khai giai đoạn 3 về chuyên đề đội mũ bảo hiểm cho các em học sinh bậc tiểu học tại trường tiểu học Phú La. Ở đây có 1.350 em học sinh, nhưng có các đồng chí hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn quận. Và từ cái hạt nhân này, các đồng chí sẽ lan tỏa về đến trường của mình theo cái hình thức tuyên truyền này, đến để làm sao cho tất cả học sinh tiểu học trên địa bàn quận Hà Đông sẽ được có ý thức trong cái việc đội mũ bảo hiểm. Thì việc đội mũ bảo hiểm theo nghị định 64 của chính phủ đã quy định, nhiều năm trước đây chúng ta chưa chú ý, chưa quan tâm lắm, nhưng đến những 2 năm trở lại đây,
sau khi mà có cái sự quan ngại về cái tỷ lệ trẻ em mà khi tham gia giao thông không được bảo hiểm bị chấn thương sọ não rồi có thể gây đến tử vong, thì Ban An toàn Giao thông thành phố, Sở Giáo dục Đào tạo và Quỹ Phòng chống thương vong châu Á đã quyết định là triển khai 3 giai đoạn. Đợt này là triển khai tại Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàn Kiếm, ba quận. Chúng tôi tin tưởng rằng là từ cái mô hình này sẽ triển khai xuống các trường và các cái quận trong thời gian tới, và học sinh của chúng ta sẽ được cha mẹ học sinh tạo điều kiện để có mũ bảo hiểm các em khi tham gia giao thông. Nhưng mà còn một nội dung nữa cũng rất quan trọng, không chỉ là đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng cho các em. Chúng tôi cho rằng còn một nội dung không kém phần quan trọng, đó là tạo một cái ý thức chấp hành pháp luật cho các học sinh ngay từ lứa tuổi tiểu học. Theo thống kê độc lập của Quỹ Phòng chống thương vong châu Á thì họ nói ban đầu là Hà Nội chỉ có 9,1%, và sau khi triển khai hai giai đoạn thì đợt 1, đợt 2 thì lên đến 53%. Cá nhân chúng tôi cho rằng là tỷ lệ này còn có thể tăng cao được hơn nữa. Và tôi rất tin tưởng với ý thức trách nhiệm của thầy và trò ngành giáo dục thủ đô, đặc biệt là sự vào cuộc của các cấp các ngành và sự quan tâm của cha mẹ học sinh. Chúng ta đều đồng tình với nhau rằng việc này không những bảo vệ tính mạng cho các em mà còn giáo dục cho các em ý thức chấp hành pháp luật, thì cái tỷ lệ sẽ tăng trên.